5 tiêu chí của một cái sản phẩm bất động sản tốt là gì? Một bất động sản tốt hay là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể bán được, thứ nhất là gì? Nó phải rẻ hơn thị trường là rẻ hơn thị trường. Cái thứ hai, vị trí tốt. Vậy thế nào là một vị trí tốt? Thứ nhất là nó phải kết nối giao thông thuận tiện. Làm sao để mình có thể biết được nó kết nối giao thông thuận tiện hay không? Chúng ta phải có cái bản đồ đường ở trong đầu thì chúng ta mới biết cái vị trí đó nó có kết nối đến giao thông thuận tiện hay không, đúng không? Cái thứ hai, dễ nhìn thấy, một cái bất động sản tốt ở vị trí tốt nó phải phục vụ cho một cái đối tượng khách hàng nào đấy. Ví dụ nhà mặt tiền thì nó phải phục vụ cho kinh doanh, và để kinh doanh thì nó phải phục vụ cho cái đối tượng khách hàng là người đi mua. Đặc điểm của cái vị trí tốt là gì nữa? Lại phải quay lại cái tư duy bất động sản tốt phải phục vụ cho một đối tượng khách hàng nào đấy. Đây là cái ngã ba. Nếu nó chỉ là 5m chỗ này, đường nó đâm thẳng vào, thì là một cái vị trí không tốt, bởi vì nó chỉ để ở hoặc là kinh doanh nhỏ. Nhưng mà nếu nó là 30m, 50m thì sao? Nó lại là cái một vị trí bất động sản tốt, bởi vì nó thu hút tầm nhìn và cái hành vi của người dùng. Họ cua vào đây họ đậu xe được, 5m họ cua lố lại họ không dê xe lại được. Cho nên cái bất động sản ngã ba nó vậy. Khi mà xét về cái tính vị trí của bất động sản thì phải nghĩ ngay đến cái đối tượng sử dụng sau cùng của nó. Mình không thể nói là ngã đường đâm vào là không tốt. Nhưng mà nếu là cái chỗ kinh doanh mặt bằng rộng như thế này thì nó lại thành tốt. Cho nên mình sẽ lý giải được cái câu tại sao những cái nhãn hàng lớn họ lại đều thành công khi mà ở những cái ngã ba rộng. Để phục vụ được cái đối tượng cuối cùng là người tiêu dùng của mình nè, dễ nhìn thấy và dễ dừng lại để mua sử dụng sản phẩm của họ. Nó phải đủ rộng làm sao cho mình không lố thì nó tạo thành một cái sản phẩm tốt. Còn nếu mà nó lố một xíu là mình bỏ qua. Mình có cái xu hướng là như vậy. Bán hàng nó vẫn phải là phục vụ cho cái đối tượng khách hàng sau cùng là người mua. Cái yếu tố thứ ba để cấu thành lên một bất động sản tốt là gì? Có tính thẩm mỹ cao. Tại sao trong ngành bất động sản hay là nó có cái ngành kiến trúc anh em, ai cũng muốn những cái bất động sản của mình đẹp, mình đẹp, mình sử dụng những cái dịch vụ đẹp, cho nên nó mới hình thành ra cái kiến trúc. Vậy những cái bất động sản mà nó có cái tính thẩm mỹ, kiến trúc được đề co, được thiết kế đầy đủ thì nó có cái xu hướng dễ chấp nhận hơn. Mình cứ hay đi bán hàng cho mình lắm, mình thích là mình bán thôi. Ở cái giai đoạn này là cực kỳ quan trọng, nó kéo dài bao nhiêu? 1 đến 3 năm. Rồi, cái giai đoạn thứ tư, giai đoạn này thì anh em bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân bằng cái cách chia sẻ. Từ 1 cho đến cái giai đoạn học việc đây, anh em có cái gì để chia sẻ chưa? Cũng chưa học được cái kỹ năng chia sẻ, cũng không biết cái gì để chia sẻ. Và bắt đầu mình sẽ không được thị trường chấp nhận là bởi vì mình đang học vẹt. Cái cách chia sẻ của mình nó sẽ thể hiện được cái tri thức ở trong đầu của mình. Cái việc mà mình đọc thuộc lòng một cái văn bản xong rồi mình chia sẻ nó sẽ khác với cái việc mà mình hiểu cái văn bản đó, cảm nhận được cái văn bản đó và chia sẻ theo cái phong cách của mình, đúng không anh em? Rồi, xây dựng thương hiệu cá nhân nó sẽ khác với xây dựng nhân hiệu. Xây dựng nhân hiệu là mình sẽ chụp hình đẹp để tối đa nền tảng mạng xã hội của mình. Khi mà mình xuất hiện nó phải chụp hình theo ngôn ngữ cơ thể. Khi mà mình chụp được cái hình này á thì trong cái quá trình chụp hình mình sẽ tập luyện thay đổi cái trạng thái cơ thể của mình để làm gì? Để trong cái quá trình xây dựng mối quan hệ thân tình và tin cậy với khách hàng á thì mình có những cái biểu hiện đúng. Ví dụ như mình vui vẻ là mình phải biểu hiện vui vẻ cho người ta hiểu được là mình đang vui vẻ. Giai đoạn 5 là giai đoạn xây dựng đội nhóm và thành lập công ty, thì nó sẽ có gồm rất là nhiều các kỹ năng. Thứ nhất là anh em phải có cái thương hiệu thì người ta mới theo anh em nè. Cái thứ hai là anh em phải dạy được người ta cái đoạn ở trên. Bởi vì khi xây dựng đội nhóm, xây dựng thì cái người trong đội nhóm cũng chính là cái khách hàng của mình. Vậy thì mình phải làm sao để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Thì đó là cái quá trình mà mình xây dựng. Sau khi mình có cái thương hiệu để mà mình phát triển lên, dạy được cho người khác những cái kỹ năng này thì mình mới xây dựng đội nhóm được. Đa phần những cái công ty ngoài kia sai là bởi vì họ không trải qua cái giai đoạn này. Cái thành lập công ty và xây dựng đội nhóm thì nó cần phải có những cái kỹ năng về lãnh đạo. Cái này nó cực kỳ quan trọng nhưng mà nó lại chiếm số ít người làm được, bởi vì nó phải có cái năng khiếu. Rồi, cái giai đoạn thứ 6 là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng của môi giới bất động sản. Cố vấn là cái nghề mà kiếm được nhiều tiền nhất, cao nhất. Cái người coach này có thể là không giỏi bằng chính bản thân mình, nhưng mà cái người cố vấn là cái người tổng hợp cái người coach, cái người trainer đào tạo mình. Họ là những người thành công trong cái lĩnh vực của họ, họ có đầy đủ kiến thức chuyên môn. Trong cái môi giới bất động sản, mục tiêu cuối cùng của môi giới bất động sản là đầu tư, trở thành nhà đầu tư. Trong cái môi giới bất động sản, thay đổi cái kết quả là muốn trở thành một nhà đầu tư, cái hành động của mình là như thế nào? Thứ nhất, thương hiệu nè.
Thứ hai mình phải có cái khả năng bán hàng nè. Thứ ba là những cái kỹ năng khác để trở thành nhà đầu tư lão luyện, đúng không? Vậy thì cái kỹ năng của mình phải học được là phải coi môi giới là khách hàng của mình. Vì chính bản thân mình khi làm môi giới, mình cũng muốn như vậy. Khi mình trở thành nhà đầu tư á, thì mình phải hoàn thiện hết những cái kỹ năng này. Trong cái quá trình từ 1 cho đến 3 năm, cái này là phải là sang năm thứ 4, năm thứ 5 thì chúng ta mới bắt đầu trở thành nhà đầu tư được. Nó sẽ trải qua hơn thì mình sẽ trải qua được cái chu kỳ môi giới bất động sản như thế này, mình mới học được cái kinh nghiệm. Cho anh em tham gia vào đầu chu kỳ nhé, và trở thành nhà đầu tư ở cuối chu kỳ dễ bị thất bại. Nó phải trải qua được cái đoạn giữa chu kỳ nè, anh em mới có rất nhiều cái bài học để nhận ra trong bất động sản, về con người, về thị trường, về pháp lý, về dòng tiền. Nó một cái chu kỳ nó đi lên thì ai đầu tư cũng thắng, cái chu kỳ đi xuống thì có người thắng có người thua, nhưng mà tới đây là mà ai dám đi lên lại thì mới gọi là đầu tư. 5 năm nó mới chỉ là cái việc đầu tư vào kiến thức. Sau quá trình 5 năm đấy thì nó còn rất nhiều về dòng tiền, về chính trị, về những cái thay đổi cơ cấu của xã hội. Cố gắng trở thành nhà đầu tư, nhưng mà đừng có cố gắng định vị mình là nhà đầu tư ngay bây giờ. Bởi vì mình còn có rất nhiều cái việc phải học hỏi cái kinh nghiệm của người khác. Cốt lõi cuối cùng của môi giới bất động sản phải là đầu tư.